cả nhà nghe. Hôm nay đoàn của em là đi từ thiện ở Biên Hòa, chùa Thiền Viện Phước Sơn nha cả nhà. Mới giờ này mà rất là đông luôn, ăn bánh xèo phải sắp hàng luôn đó nha cả nhà. Đông cực kỳ đông ơi, đông quá trời đông luôn cả nhà ơi, cực kỳ đông luôn nha cả nhà. Đây chùa Lá Giang nha cả nhà ơi, đây chiên tám chảo luôn nha, ăn bánh xèo phải xếp hàng nha cả nhà. Hello tiểu sơn, quay có tôi trong đó. Dạ có luôn, đây đây bánh xèo ngon không chú? Dạ dạ ngon cực kỳ ngon luôn nha cả nhà ơi, bánh xèo hương xưa là xuất sắc luôn nha các tình yêu ơi. Cà phê luôn nha, có cà phê luôn nha, cà phê dùng thử luôn nha. Đoàn chúng em hôm nay đi làm từ thiện ở Biên Hòa nghe các tình yêu ơi. Đây nha, tất cả các bột mình bán đều là mình đem từ thiện hết nha, từ thiện cho chùa hết luôn nha cả nhà ơi. Đây bột bán cực kỳ đắt luôn, bánh xèo mà xếp hàng thành một vòng tròn luôn nè các tình yêu ơi, quá trời đông luôn nè. Dạ quá trời nổi tiếng luôn rồi, ăn bánh xèo mà xếp hàng một dọc luôn nè cả nhà ơi. Đây đây cả nhà ơi, chiên bánh xèo nha. Đông cực kỳ đông luôn nha các tình yêu ơi. Thanh Ngọc chào em, thả tim đi Thanh Ngọc ơi, thả tim cho chị đi Thanh Ngọc ơi, quá trời đông luôn. Hôm nay đoàn của chị đi từ thiện nha, một đoàn của bột bánh xèo hương xưa ở ngoài chùa Thiền Viện Phước Lâm nha. Chùa này rất là đông luôn nha các tình yêu ơi, đông cực kỳ đông luôn. Đây ăn bánh xèo mà cả nhà cũng sắp hàng nè nha các tình yêu, sắp hàng quá trời luôn nè, quá trời đông luôn. Hello cô, đông quá trời luôn cô ơi, mới sáng sớm mà đông quá trời đông luôn rồi, sắp hàng luôn rồi, cực kỳ đông luôn cả nhà ơi. Ở Biên Hòa em ơi, Thanh Ngọc ơi, ở Biên Hòa em, chùa Lá Giang á cưng. Đây bánh xèo chiên tám chảo luôn nha, chiên tám chảo luôn nha cả nhà, rất ngon luôn, bánh xèo cực kỳ ngon luôn cả nhà ơi, ngon cực kỳ ngon luôn, giòn xốp luôn nha cả nhà, cực kỳ ngon luôn nha cả nhà ơi. Hôm nay đoàn bột bánh xèo hương xưa của em đi từ thiện nha cả nhà. Đây ăn bánh xèo mà các cô các chú nè các chị nè xếp hàng cực kỳ đông luôn nha, một vòng luôn nè, đây đánh một vòng luôn từ đây qua đây luôn nha, rất là đông luôn các tình yêu ơi. Còn tất cả các bột của em bán hôm nay em đều làm từ thiện cho chùa hết nha. Đây, mỗi người chỉ một cái bánh xèo thôi, cực kỳ đông luôn. Bây giờ khách, bây giờ Phật tử đi rất là đông luôn nha cả nhà, rất là đông luôn, đông cực kỳ đông luôn nha. Hôm nay chùa rất là đông luôn, tất cả các tỉnh luôn đó nha, tất cả các tỉnh luôn, từ Bắc vô Nam luôn, đông lắm luôn nha cả nhà. Mới sáng mà đông như vậy nè, cực kỳ đông luôn. Em ở thành phố Vĩnh Long hả? Chị đang đi làm ở Biên Hòa em ơi, ở Biên Hòa nè, thành phố Biên Hòa. Đông lắm, cực kỳ đông luôn á cưng, Thanh Ngọc. Cho bột cho đậu nha nhàn ơi. Trời đông quá, quá trời đông luôn cả nhà ơi. Hello em Nguyễn Tấn, cực kỳ đông luôn nha. Hôm nay đoàn của chị đi từ thiện nha em, từ thiện ở chùa Thiền Viện Phước Lâm nha, ở Biên Hòa Đồng Nai. Đây đông cực kỳ đông luôn các tình yêu ơi, mới sáng gì mà đông gì nè, đó đông cực kỳ đông luôn nha. Bắt cả chảo cho
nóng chín mình chiên cũng được nghe, rồi chảo nhôm mình chiên cũng được. Bột bánh xèo này rất là dễ chiên luôn nha cả nhà, cực kỳ dễ luôn, ngon cực kỳ ngon luôn nha. Không cô, bột nó đã giòn xốp sẵn luôn cô, rất là ngon. Bây giờ sắp thành một vòng tròn luôn rồi nè, một vòng tròn từ một vòng tròn đây cả nhà thấy không, có tình yêu thấy chưa đó, vòng một vòng tròn qua đây luôn rồi nè. Đây, mới giờ này cực kỳ đông luôn nha các tình yêu, đây đông dữ lắm luôn, tất cả các tỉnh luôn, tất cả các tỉnh chợ đổ về cái chùa này nha, chùa Biên Hòa Đồng Nai nè, rất là lớn luôn nha, rất là lớn luôn. Ngon lắm em ơi, hôm nay chị Trang đổ chai rất là ngon luôn, đây thấy không, hôm nay đổ củi luôn nha, mỗi bữa đổ bếp ga nay đổ củi luôn. Bánh xèo rất là dễ làm luôn nha các tình yêu. Hello em Hồng Thắm, đây cực kỳ ngon luôn nha, hôm nay đổ bếp củi nha cả nhà, bánh xèo đổ bếp củi nha, cực kỳ ngon luôn nha các tình yêu ơi. Này cả nhà thấy không, bây giờ mới giờ này mà đứng xếp hàng nè, cực kỳ đông luôn nha, đông lắm luôn các tình yêu ơi. Đông cực kỳ đông luôn nha cả nhà. Cho bột Nhàn ơi. Hít bột Nhàn ơi. Chị Thanh ơi, chị Thanh pha bột đi chị Thanh. Lưu Hoàng Anh, chia sẻ đi Lưu Hoàng Anh. Đông lắm luôn cả nhà ơi. Chú Út đâu rồi? Chú Út tí đâu? Đông lắm cả nhà ơi, đây. Hôm nay mình đổ bếp củi nha. Quá trời đông luôn. 8 chảo luôn mà chiên cũng không kịp luôn nha các tình yêu. 8 chảo luôn mà chiên cũng không kịp rồi, đứng phải sắp hàng luôn nè nha. Hôm nay chiên 8 chảo luôn mà không kịp luôn đó. Bột bán đắt quá trời đắt luôn. Cực kỳ đắt luôn nha. Có cà phê dùng thử luôn nha cả nhà ơi. Hello em Cẩm Tú. Vui lắm em ơi. Đổ bánh xèo ở Biên Hòa Đồng Nai luôn bằng anh ơi. Bột bánh xèo Hương Sương ngon cực kỳ ngon luôn nha các tình yêu ơi. Đây, ăn sắp hàng mà từ Bắc vô Nam luôn nè, từ trái sang phải luôn nha các tình yêu. Đây sắp hàng từ trái sang phải luôn nè các tình yêu thấy chưa. Đông cực kỳ đông luôn nha, đông hết sảy luôn, đông quá trời đông luôn. Sắp thành một vòng tròn luôn nha, một vòng tròn luôn đó nha cả nhà. Đây thấy không, đông dữ lắm luôn, chùa này rất là đông luôn các tình yêu ơi. Đông lắm luôn các tình yêu ơi. Ba có hàng 6 gói. Ba có 21.000. Nhàn Nhàn hỏi chị Thanh pha bột nữa chứ Nhàn. Đây. Bột bánh xèo ngon cực kỳ, cà phê ngon cực kỳ ngon luôn nha. Hôm nay có cà phê dùng thử luôn nha các tình yêu ơi. Ngon lắm luôn nha cả nhà. Cà phê dùng thử cũng sắp hàng luôn. Hôm nay tất cả đều miễn phí hết. Hôm nay đoàn của chúng em đi từ thiện nha. Đoàn của Bột Bánh Xèo Hương Xưa đi từ thiện ở Đồng Nai nha, Đồng Nai Biên Hòa nha, ở chùa Lá Giang, ở Thiền Viện Phước La Sơn nha cả nhà. Rất là dễ đổ luôn nha. Hello Quỳnh Nguyệt. Rất là dễ đổ luôn cả nhà ơi. Bột bánh xèo này rất là dễ đổ luôn. Đông cực kỳ đông luôn nha cả nhà. Xếp hàng từ trái sang phải luôn nha, một vòng luôn gần, một vòng tròn luôn nha các tình yêu, cực kỳ đông luôn nha. Hôm nay đoàn của Bột Bánh Xèo Hương Xưa chúng em đi làm từ thiện nha các tình yêu ơi. Em làm từ thiện. Hello Chí Dân. Đây đoàn của chúng em đi làm từ thiện ở Biên Hòa Đồng Nai nha các tình yêu. Đông cực kỳ đông luôn, tất cả các bột ở đây chúng em bán xong rồi chúng em sẽ quyên góp từ thiện cho chùa luôn. Tình yêu thấy chưa, đông dữ lắm luôn. Mới sáng thôi mà nó đông mà người
cực kỳ đông luôn nha các anh em. Bột bánh xèo rất là dễ đổ luôn nha cả nhà. Mới sáng mà đông gần gần luôn nha cả nhà. Đông cực kỳ đông luôn các tình yêu ơi. Hello cô Thu. Bữa nay làm từ thiện ở chùa Lá Giang nè cô. Bột bánh xèo hơn xưa nè các tình yêu ơi. Ai có Đồng Nai, ai có thành phố Đồng Nai chạy lại ăn nha. Ngay chỗ chùa Thiền Viện Phước Lâm nha. Thiền Viện Phước Lâm nha. Đông cực kỳ đông luôn nha các tình yêu ơi. Rồi chị hình như là ở Vĩnh Long chị cũng có đi làm từ thiện luôn đó em. Alo. Xin đề nghị quý Phật tử. Sao đây bộ bán đất cực kỳ đắt luôn nha. Cực kỳ đông luôn các tình yêu ơi. Chỉ một vòng đây thôi mà quá trời đông luôn. Bánh xèo hương xưa là ngon xuất sắc nghe, ngon tuyệt vời ông mặt trời luôn cả nhà ơi, ngon cực kỳ ngon luôn nha. Hello hello cô Thu, quá trời ngon. Dạ ngon cực kỳ ngon luôn cô Thu ơi. Đây hôm nay đổ 8 chảo nha cô Thu, đổ bằng bếp củi luôn, không đổ bằng ga nữa, nay đổ củi luôn nghe cô Thu. Thứ hai nữa là thuốc. Đây đông lắm luôn. Mới sáng mà đông cực kỳ đông luôn nha các tình yêu. Đông đông quá trời đông luôn. Trời ơi đông quá trời đông luôn cả nhà ơi. Cả nhà thấy chưa, đông lắm, cực kỳ đông luôn. Ăn bánh xèo sắp hàng từ người một nha. Cực kỳ đông luôn nha các tình yêu ơi. Cô ơi bột nó rất là dễ làm luôn đó cô. Dạ được luôn cô. Bánh tép rồi bột cô chiên tôm cũng được luôn. Chiên chuối thì mình chuối mình chín, mình chiên bình thường giống như là mình chiên chuối như loại bột kia thôi. Mình pha nước, như đặc biệt là bột này cô pha với nước đá hòa tan á, này nó giòn xốp. Nước đá lạnh của mình á, cô đổ nước vô nước đá á, cô lấy cái nước lạnh là lạnh á, ngon lắm cô. Tám chảo. Dạ chiên 8 chảo luôn đó cô Thu, siêu ngon luôn đó. Cho chị Thu một cái. Dạ để em ship qua nước ngoài cho chị Thu một cái luôn. Hello Phước Bình, đây thầy nha. Thầy cực kỳ đông luôn nha các Phước Bình. Đông cực kỳ đông, mới sáng là đông lắm luôn nha cả nhà. Ai ở Biên Hòa thì chạy lại vô chỗ chùa Thiền Viện Phước Sơn nha. Ngay chùa Lá Giang á, cực kỳ đông luôn nha. Lễ ăn bánh xèo nha cả nhà. Quý vị vừa muốn ghi vào ở trên bài mà có đọc Trung Thu á, là do Trung Thu một bánh xèo Trung Sư Hội này đông cực kỳ đông luôn nha. Dạ bên đây là cà phê sữa nè anh, 25.000 một hộp. Phật tử mình đi mua đồ. Cái này là bột bánh Doraemon á, bánh rán á, rất là dễ làm luôn. Dạ một hộp bánh rán bao nhiêu vậy Trường ơi? Trường ơi một hộp bánh rán này bao nhiêu? Rẻ lắm anh ơi, cực kỳ rẻ luôn. À, chị cảm ơn em nha. Tất cả các hàng chị bán hết là chị sẽ đem từ thiện cho chùa hết luôn đó em. Hôm nay là tất cả chị làm từ thiện. Dạ mua hai hộp á anh. Dạ rồi, đông cực kỳ đông luôn các tình yêu ơi. Rồi hello bạn. Mỗi người thích ăn rau này thích ăn rau kia. Quá trời đông luôn nè. Trời ơi đông quá trời đông luôn nha. Đông cực kỳ đông luôn nha các tình yêu ơi. Bột bán cũng đắt luôn, bánh xèo bán cũng đắt luôn. Giờ bánh xèo xếp hàng nha cả nhà, xếp hàng. Đây, xếp hàng nha. Từ trái sang phải luôn. Xếp hàng từ trái sang phải luôn nha các tình yêu. Đông cực kỳ đông luôn nha. Đông lắm luôn cả nhà ơi. Thầy quay về chục hố. Đông lắm cả nhà ơi. Đứng mặt hả? Anh Vũ ơi,
Tôi thấy quan tài chưa nấu lại không? Cháo cũng bán đắt luôn nha. Cháo hương xưa, cháo cháo nấm hương xưa cực kỳ ngon luôn nha. Hello Thế Mốt, chia sẻ cho con Thế Mốt ơi. Đông cực kỳ đông luôn các tình yêu ơi. Hôm nay là mình đổ 8 chảo nha. Đây nhìn các nghệ nhân có sale nè. Ngon cực kỳ ngon luôn nha. Thầy bưng cho người đó để ăn xong cái thầy biết bỏ. Bán hàng không kịp luôn. Thầy chùi mà biết quá vậy. Dạ, ở chùa Biên Hòa Đồng Nai, chùa Lá Giang á Thế Mốt ơi. Chưa ăn thầy chưa chửi rồi. Biên Hòa Đồng Nai. Số mấy tầng? Ngày sau hai hả? Đây, ăn bánh xèo rồi phải xếp hàng nha. Tưởng là không rồi, cảm ơn. Cả nhà ơi, nhớ coi, nhớ chia sẻ giùm Trang nha. Nhớ chia sẻ mạnh mạnh lên giùm Trang luôn nha. Đây đông cực kỳ đông luôn nha. À, cảm ơn bạn nha Hoàng Anh. Bán cái gì cũng hết luôn, bữa nay bán cái gì cũng hết luôn nè, cực kỳ đông mà. Đông cực kỳ đông luôn cả nhà ơi. Hello Nhã Nguyễn. Wow, bánh xèo cực kỳ đông luôn nha. Đây ở Đồng Nai nha, Đồng Nai Biên Hòa nha. Cả nhà ơi nhớ chia sẻ giùm Trang nha. Cực kỳ đông luôn không? Dạ. Bánh xèo hot luôn rồi, cháy hàng luôn rồi. Còn không? Tất cả các hàng hôm nay Trang bán đều là từ thiện cho chùa hết nha. Hôm nay là ngày tất cả đều là từ thiện hết nha cả nhà. Đó lên trên đó mình để bán. Khai đi Nguyễn. Mình cẩn thận nha. Để bán rồi mình sàng tới sàng luôn. Cà phê luôn nha, cà phê này là mình cũng cho dùng thử luôn nha. Cái gì đi chùa mình cẩn thận, mình đừng nghĩ ở trong chùa không có người có giật nên mình phải cẩn thận một chút. Cực kỳ đông luôn nha cả nhà. Hôm nay mình chiên bánh xèo là mình chiên chảo nha. Đây. Thiền viện Phước Sơn nha. Sau khi quý Phật tử ăn xong lâu rồi lên làm lễ xong xuống ăn nữa. Cực kỳ đông luôn nha các bạn. Còn quá trời rồi. Từ từ nghe từ số 1 tới số 2 nghe mấy cô. Quý vị đừng có chen lớn. Cực kỳ đông luôn cả nhà ơi. Chen lớn quá, ăn quá đang nói gọi là giống như gọi là cái gì đó. Để quý vị tự hiểu. Mình đừng có chen, mình cứ từ từ. Đây đông cực kỳ đông luôn nha cả nhà. Ở ngoài kia là còn đông đông lắm luôn, đông nhiều từ các tỉnh đều đổ lên trên dạ, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long luôn nha, đều đổ về cái chùa nha. Vậy đó hả? Dạ. Hôm mấy chị với Sóc Trăng luôn hả? Dạ chị đi giờ hôm phải không? Dạ. Rồi quay cô luôn nè, cô lên sóng luôn nè. Dạ. Dạ. Cô ở Sóc Trăng, cô ở chỗ huyện nào? Hả? Trần Đề, dạ. Thì cô này ở dưới Sóc Trăng lên nghe đi từ đêm hôm tới giờ luôn đó, mà sáng ra thưởng thức bánh xèo nha. Các tình yêu ơi, dễ thương quá trời các tình yêu ơi. Mấy cô đi một cái vòng tròn qua lấy dao lấy bánh. Thì đi một vòng tròn luôn nha cả nhà. Cực kỳ đông luôn. Không bỏ thì thôi, thử ai đó biết. Đông lắm nha cả nhà ơi. Ở đây không cần. Quý vị đứng như đây dạ. Lửa nguy hiểm đó, lại có chuyện gì ai chịu. Và khi đụng lửa là quý vị chạy. Cả nhà thấy chưa, quá trời đông luôn, cả nhà thấy chưa. Ai chịu. Bắt đầu bây giờ là chuẩn bị làm lễ đó. Đó. Nước mắm đông lắm luôn, bán bột cực kỳ đông luôn nha. Bán bột luôn, bán bột rất là đắt luôn nha các tình yêu. Cà phê đó chị, cà phê dùng thử đó chị. Ở đây cà phê cực kỳ ngon luôn đó chị. Xảy ra ai chịu trách nhiệm. Cà phê ngon khi chưa đụng rồi đứng dưới đó không sao. Khi xảy ra lửa rồi quý quý vị có trời ơi chùa này kỳ quá. Có cuộc sau chùa thật kỳ. Ngày nào cũng tắm cũng kỳ kỳ. Sơn nha. Cực kỳ đông luôn các tình yêu ơi. Tôi nói rồi quý vị đi ra ngoài vòng ra đây không có cho đi, đi vòng qua đây lấy gạo lấy nước mắm trước. Trời ơi mẹ lấy đủ trăm ngàn đi.
Cái đây lửa nó nguy hiểm. Cực kỳ đông luôn nha các tình yêu ơi. Biên Hòa Đồng Nai ở Thiền viện Phước Sơn nha các tình yêu. Thiền viện Phước Sơn nha. Ai có ở gần Biên Hòa Thiền viện Phước Sơn thì lại chùa lại dùng thử bánh xèo hương xưa nha. Đều miễn phí hết nha. Chết rồi. Hết củi rồi. Ê vậy hết củi đi mua than nha. Cái gì cũng người từ. Quý vị hối quá rối lên. Đây đông cực kỳ đông luôn người nha. Người phục vụ xe bọt mà người dùng thì tính 10 lần. Nên quý vị cái gì từ từ. Đây các tình yêu thấy chưa. Cực kỳ đông luôn nha. Sớm muộn cũng có. Thả tim đi Hoàng Anh ơi, thả tim đi. Chia sẻ luôn nha, chia sẻ. Quý vị ăn xong rồi, dùng xong rồi, đứng dậy nhấc chảo nhớ dép. Rồi dọn ghế vô giùm em gái nha. Cực kỳ đông luôn nha các tình yêu. Cái ghế mỗi người. Cực kỳ đông luôn nha cả nhà. Bột bán cực kỳ đắt luôn. Hello anh Tâm. Cực kỳ đông luôn nha. Mới sáng mà bánh mà đã sắp hàng như vậy rồi nè. Dĩa hả cô? Quá trời đông luôn các tình yêu ơi. Dĩa một chồng dĩa đó. Hôm nay đoàn bột hương xưa của em là đi phục vụ cho chùa nha, làm từ thiện nha. Tất cả trong đây đều là từ thiện hết nha. Bột tụi em bán được cũng là từ thiện cho chùa luôn. Bánh xèo cũng từ thiện luôn nha. Tất cả đều từ thiện hết nha các tình yêu ơi. Thả tim mạnh mạnh dùm Trang nha các tình yêu ơi. Đây đông cực kỳ đông luôn nha. Đông, rất là đông luôn. Bây giờ đang làm lễ đó mà vẫn ở đây vẫn còn đổ bánh xèo nè. Dẫn người con người xếp hàng luôn. Đông lắm luôn các tình yêu. Quý vị nhà bếp mà thấy chật chội mà chen lớn quá, quý vị có thể ngừng chiên. Đông lắm luôn nha các tình yêu. Để nghỉ mệt. Đây các tình yêu thấy chưa? Cực kỳ đông luôn. Mới sáng thôi đó mà đã đông như vậy đó. Mà tại các Phật tử đi từ khuya tới giờ luôn nha. Có Phật tử ở từ Sóc Trăng luôn, tất cả các tỉnh ở miền Tây đều lên đổ lên chùa Thiền viện Phước Sơn này luôn nha. Rất là đông luôn nha các tình yêu ơi. Đông lắm luôn, đông cực kỳ đông luôn nha. Hello Phan Thế Phương. Đây bánh xèo và bếp củi nha. Hôm nay là đổ bếp củi luôn. Cực kỳ đông luôn nha. À, đi về cái bánh xèo gây lộn đánh là trào máu nè. Chị cái bánh xèo không đánh lộn chào má. Máu nhộm sân chùa bây giờ nè mất tha mấy mẹ. Chị cái bánh xèo đi, đánh đi lộn nhận chào bánh má. Đi giùm con cái đi nhận mọi người này quá. Đông lắm luôn nha cả nhà. Thời gian nhận bánh thì thầy mở nhà cho nhảy ra. Thầy vui cực kỳ vui luôn nha. Ồ dữ chưa thầy, thầy bắt nhạc vậy rồi nhảy luôn rồi kìa. Thầy kêu chơi ghê luôn. Thầy kêu nhảy đi. Không để thầy mở nhạc thì nhảy hay lắm. Thầy mở nhạc để cho nhảy luôn, vừa sắp hàng bánh xèo mà nhảy nhạc luôn á. Chưa tới giờ chữ đó. Đông cực kỳ đông luôn nha cả nhà. Rồi quý vị nghe nhạc ấy. Hello Như Nguyễn. Chia sẻ giùm chị đi Như Nguyễn ơi. Đông cực kỳ đông luôn nha em. Đông lắm luôn nha. Thả tim vô chị đi.
rồi xong quý vị qua mua bột ủng hộ. Hello cả nhà. Bột này ngon lắm. Bột bánh xèo hồi xưa là ngon xuất sắc luôn nha. Thích mời về là đãi cho quý Phật tử dùng. Ngon xuất sắc luôn nha các tình yêu ơi. Bột bánh xèo là hết xẻo. Ngon tuyệt vời ông mặt trời luôn nha. Ê, tôi dọn đây sắp hàng đây. Bây giờ sắp hàng đây là một vòng nữa nè, một vòng nhớ hết nè. Quý vị phải đi. Đây nè, một vòng luôn cả nhà ơi. Đây là lửa. Đông quý vị phải sợ lửa nha. Chứ tại sao thấy lửa cứ ào ào vô vậy? Bà con với nó hả? Quý vị phải đứng một vòng bên đây nè. Ở đây à, lại. Vậy anh kéo cái bàn qua xích đây nè. Kéo bàn lên ngủ vô đây làm sao? Trước khi kéo phải nhìn, hiểu không? Đông. Chiếc xe kia lại kìa, chiếc xe kia ở trong đi. Được, mình đi một vòng ngay đây nè. Vậy là vòng mấy bên kia luôn. Ở vô đây nó lửa, quý vị nói ừ không sao hết. Khi mà đụng chuyện xảy ra nhạc hay cực kỳ hay luôn. Rồi ai chịu trách nhiệm cái phần đó? Rồi vừa, vừa. Không làm, không cho làm rồi quý vị ai? Vừa nhảy nhạc, vừa là lấy bánh xèo luôn. Nè, ra đẩy chiếc xe dùm cho Sơn cái chiếc xe đó coi. Đông lắm nha cả nhà. Đâu vậy? Hello Diệu Linh. Lấy bánh, lấy gà, lấy nước mắm trước mà lấy bánh. Đông lắm luôn cả nhà ơi. Đẩy đi ra đường này nè. Đông lắm luôn nha cả nhà. Hello em Ngọc Mai. Chị đang làm từ thiện ở chùa Thiền viện Phước Sơn nè. Ở Biên Hòa Đồng Nai nè em. Hôm nay đoàn chị làm từ thiện. Đông cực kỳ đông luôn em ơi, mới sáng mà đông cực kỳ đông luôn á. Bánh xèo còn không đủ ăn đâu, 80 cái bà Hiền. Rồi xong khi thì bột lên thể nó đứng xếp hàng luôn đó bà Hiền thấy không? Đông cực kỳ đông luôn nha. Mình thiên cái thùng mình. Đây bây giờ sắp hàng đây nha, sắp hàng từ bên kia xong mà qua tới bên đây xong luôn nha. Bây giờ con đừng có lạc ra từ lá lâu lắm, con đưa một nhánh ra đó mấy chị với mẹ mấy anh mấy con mấy cháu lạc. Đổ lại đi trời ơi. Đúng rồi cô ơi, 8 chảo không kịp luôn. 8 chảo cũng không kịp luôn đó, mai mốt chắc lên tới 10 mấy chảo luôn quá. 8 chảo mà phải sắp hàng đây. Đây, 8 chảo mời chiên còn phải sắp hàng đó nghe các tình yêu. Đông cực kỳ đông luôn nha. Trời ơi đông quá trời đông. Hôm nay là tháng 11 nha, chứ không phải tháng 7 đâu, đừng có chen lớn. Đông lắm nha cả nhà, cực kỳ đông luôn nha. Tôi có đưa lại một dán về đó rồi ra ngoài đó tự cắt ra. Các tỉnh ở miền Tây luôn nha, các tỉnh ở miền Tây luôn nha các tình yêu. Tất cả các tỉnh ở miền Tây đều tụ họp về chùa rồi nha. Tụ họp về chùa mình nha, cực kỳ đông nha. Đúng rồi, cái áo nằm trên cái đầu á nên thay đồ. Ừ, chắc không biết tuần này chị có về không biết nữa. Về cô đưa cho thầy giấy. Tại vì từ ngầm này là chị hay đi từ thiện lắm. Chửi. Cái gu của thầy là chửi mới thành công. Đúng rồi đó thầy ơi, chửi mới thành công. Chửi mới hay. Dạ. Cưng em có mua bột gì thì nhắn tin chị đi rồi chị Trang gửi về cho nha. Mai có mua bột gì thì nhắn tin gửi chị về, chị gửi bột về cho em nha. Đi Sóc Trăng. Có chú ngủ ở đâu? Đông cực kỳ đông luôn nha. Cà phê Hương Xưa ngon xuất sắc luôn nha các tình yêu. Cà phê Hương Xưa collagen nha. Ngon cực kỳ ngon luôn nha. Một hộp cà phê chỉ có 25k thôi nha. Cực kỳ ngon luôn các tình yêu ơi. Còn cà phê collagen thì là 60k một hộp nha. Cực kỳ ngon luôn. Bột không đủ bán luôn nha chẳng nha. Hôm nay bột không đủ vì bán Phật luôn. Tử mình vừa xong rồi mình lịch sự. Hôm nay bột mình không đủ bán luôn. Vô trong nha. Cho nó hello em Trần Kiệt ơi. Cực kỳ đông luôn nha. Không bánh xèo là mấy cô ơi. Đông lắm luôn nha cả nhà. Cô á lùi ra một bước đi lửa không à. Trời tôi thấy lửa tôi sợ thấy bà nội luôn. Mà mấy cô thấy lửa giờ làm giống như là bà con chồng con gì đó. Ào ào vô. Thấy lửa như ào ào vô.
bánh xèo cực kỳ ngon luôn nha cả nhà. Khu Hoàng Chi đó có bàn đó, sao sớm ra ngồi đông lắm luôn cả nhà. Trời đất, người ta ngồi đường xong mình cũng được. Giờ sáng nay đây phải miệng mình mới sợ. Đông lắm, cực kỳ đông luôn nha. Đông lắm luôn. Thì nghĩ về cái con dao này cô. Phi tiêu hay gì để đó hả? Làm xong không? Để sạch nữa mà chỗ đông người để dao búa vậy đó. Phải khôn khéo chứ. Tính sáng sớm chơi phi tiêu. Thầy nói chuyện vui ghê luôn. Sao vậy? Để chùa không có gì không rồi. Cực kỳ đông luôn các tình yêu ơi. Tám chảo mà chiên không kịp. Cho các Phật tử ăn luôn nè. Đông lắm luôn cả nhà ơi. Cực kỳ đông luôn nha. Chia sẻ giúp chị đi Như Nguyễn ơi, chia sẻ mạnh mạnh lên cho chị đi cưng. Ba con dao rồi cầm mỗi đứa ba con. Bánh cực kỳ đông luôn. Hot trong bột hơn xưa là hot các luôn các tình yêu ơi. Hello Tiếp. Chào em, lâu quá không gặp. Chùa Lá Giang nè em. Chùa hồi đợt rồi mình đi nè. Cực kỳ đông luôn em ơi. 15.000 bạn Hiền ơi. Bột bán đắt cực kỳ đông. Đông cực kỳ đông luôn nha cả nhà. Đây cả nhà thấy chưa? Rồi vô sân tiên, rồi vô đây lấy gạo. Dạ, bánh xèo đổ bằng lửa củi cực kỳ ngon luôn nha. Hello Hồng Thắm. Bánh xèo đổ bằng lửa củi rất là ngon luôn các tình yêu ơi. Ngon cực kỳ ngon luôn, ngon xuất sắc luôn nha. Ngon tuyệt vời ăn mặt trời luôn. Bây giờ khách đang ngồi ăn bánh xèo bánh nha nha. Trời, cà phê luôn nha. Ngon không mấy gì? Dạ. Chị dùng bún riêu được không? Được thì móc tiền ra cúng. Hello Tiến Đào. Hello tới Trương. Chào em. Chị đi chùa cẩn thận nha. Ở Biên Hòa Đồng Nai nha em. Đó, ở Biên Hòa Đồng Nai. Nó đi theo một lời một sáng. À, chùa Lá Giang nha cưng. Chùa Lá Giang. Rồi nó kè cho hai ba người cực đó. Cực kỳ đông luôn nha. Nhất là mấy cái bà đông lắm luôn nha các tình yêu ơi. Đông cực kỳ đông. Nhất là mấy bà là đi chùa lại biết đi thi hoa hậu vậy, đi cắt quốc vậy. Đều biết bao nhiêu người giống như chơi thăm Noel gì đó. Ăn bánh xèo được mấy ngày nha. Đứng xếp hàng nha các tình yêu ơi. Khoe của mà khoe cơm trộn. Ý là đổ tám chảo luôn đó em mà vậy mà không đủ mà nhờ chia cho các Phật tử luôn. Trước đó một lát mất ra khóc cực kỳ đông vậy. Luôn bột bánh xèo hương xưa này rất chùa là dễ đổ nghe các tình yêu chảo nào mình đổ cũng được luôn nha. Áo hả gọi là hả sexy nhưng mà là đổ củi là rất là ngon này nha. Đổ củi hôm nay đổ củi ngon lắm luôn. Chia sẻ mạnh mạnh giùm chị đi mấy em ơi, mấy chế ơi, mấy Hiền mấy chế chia sẻ giùm cho em đi mấy Hiền mấy chế. Chia sẻ mạnh mạnh cho Trang nha các tình yêu ơi. Tội nghiệp tử từ ở Sóc Trăng lên nè. Hello Nguyễn Khải, chia sẻ giùm em đi anh Khải ơi. Thả tim mạnh mạnh lên cho em luôn nha. Cho em có gì đi đâu á, đi một lần hai ba người chứ đừng đi có riêng lẻ. Cực kỳ đông luôn. Nhất nha, là khu vực vệ sinh cũng vậy. Ra vô cẩn thận. Nó đi cướp giật bởi đi nguyên một chiếc xe người sẵn chỗ. Hỏi đi đâu, đi chùa. Đông lắm luôn cả nhà ơi. Bây giờ đứng xếp hàng luôn nha. Nó cướp mấy bánh bèo, đừng cướp mấy đàn ông. Cướp mấy bánh bèo. Ê, cưng vô chổng á, cưng kêu chị đó mà phát nóng như cưng. Cà phê ngon xuất sắc luôn nha các tình yêu ơi. Cà phê hương xưa. Cà phê happy. Cà phê happy nè, cà phê Goreden nè. Cực kỳ ngon, cực kỳ là uống là rất là ngon luôn nha cả nhà. Rồi thầy bắt nhạc giật lên luôn rồi đó. Đông lắm luôn các tình yêu ơi, quá trời đông luôn. Hello Kim Chi.
Nhàn ơi, Nhàn còn mấy cây củi đưa vô đi Nhàn ơi. Củi, củi, hết củi rồi đó em. Dạ, cô xếp hàng. Cô xếp hàng, sư cô. Đừng nghĩ mình là sư cô, lấy cho sư cô. Lấy cho thầy không có đâu chứ.